Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nguyên do khiến luật sư Trần Đình Triển bị bắt. Ngày 7 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt tạm giam nhà báo Trương Huy Sang và luật sư Trần Đình Triển. Theo cơ quan điều tra, hai bị can đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ đăng tải các bài viết trên Facebook xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau khi bị bắt, trang Facebook của cả hai đều biến mất hội báo chấm d đã đăng lại bài viết trên facebook của nhà báo trương huy sang phê bình tô lâm mà bài viết này đã khiến ông bị bắt trên trang facebook của mình luật sư trần đình triển có một số bài viết chỉ trích chánh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đây chính là nguyên do khiến luật sư trần đình triển bị bắt luật sư triển từng cho biết ông là bạn học cùng khóa đại học với ông nguyễn hòa bình và ông tô lâm như vậy ông triển đã bị bắt bởi chính tay những bạn học của mình ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Phó Thủ tướng và luật sư Trần Đình Triển. Nhân dịp Nguyễn Hòa Bình vừa mới lên làm Phó Thủ tướng, thường trực ngày 26 tháng 8, Thời báo chấm đăng lại bài viết của luật sư Trần Đình Triển ngày 23 tháng 4 với tiêu đề Nguyễn Hòa Bình những cái nhất khi làm chánh án. Ông Nguyễn Hòa Bình là bạn học cùng khóa đại học với tôi. Trong công tác thì có thời gian cùng ngành hoặc khác nghề nhưng lại liên quan đến nhau vì vậy tôi hiểu biết nguyễn hòa bình từ học hành năng lực trình độ sở trường sở đoản phẩm chất đạo đức và nhân cách tôi nêu một số cái được của nguyễn hòa bình như sau thứ nhất là chánh án tòa án nhân dân tối cao đầu tiên có chức vị cao nhất trong đảng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng thứ hai là chánh án tòa án nhân dân tối cao có học hàm học vị cao nhất giáo sư tiến sĩ thứ ba là chánh án đầu tiên đưa ra ý tưởng chọn và xây tượng vị thần bảo vệ công lý ở trụ sở hệ thống tòa án từ cấp quận, huyện trở lên. Thứ tư là chánh án mà nhiều cấp tòa, phiên tòa, sơ thẩm và phúc thẩm nhưng không cho người thân của bị cáo và đương sự, không cho nhân dân tham dự phiên tòa bất chấp quy định của hiến pháp. Thứ năm là chánh án tạo nên những kết luận của bản án hoặc câu cửa miệng của các thẩm phán là mặc dù có vi phạm về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Và đây là hình chánh án Nguyễn Hòa Bình trong phiên giám đốc thẩm vụ án oan Hồ Duy Hải. Bị cáo có mâu thuẫn gì với người làm chứng A hoặc B không? Tạo nên sự bất chấp các quy định trong Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự về xử lý vi phạm các cá nhân tiến hành tố tụng, một số quy định về tố tụng phải trả hồ sơ điều tra lại hoặc hủy án trở nên vô hiệu trong thực tế chỉ căn cứ lời khai để kết tội, bất chấp chứng cứ khách quan khác. Thứ sáu là chánh án bị nhiều người dân, nhân sĩ trí thức và mạng xã hội lên tiếng, hệ thống tòa án xét xử oan sai nhiều nhất, làm mất niềm tin của nhân dân đối với hệ thống ngành tòa án cao nhất. Thứ bảy là chánh án xin được ngân sách nhà nước nhiều nhất để xây dựng nhiều trụ sở tòa án từ cấp quận huyện đến tối cao hoành tráng nhất. Dư luận nói các công trình xây dựng thường lại quả là từ 10 đến 30%, chắc không xảy ra với các công trình của tòa án, vì tòa là cán cân công lý. Thứ 8, chánh án ghi dấu ấn nhiều nhất trong mạng xã hội, có những clip nêu đích danh vợ con và khối tài sản riêng kết xù mà chưa có lời giải đáp đúng hay sai. Thứ 9, chánh án có con trai còn rất trẻ, đã được luân chuyển, bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh Gia Lai. Thứ 10, chánh án sẽ đi vào lịch sử tố tụng của Việt Nam, khi bất chấp ý kiến của các cơ quan tư pháp và dư luận về hai vụ án oan sai là vụ Hồ Duy Hải ở Long An và vụ mẹ con gái ship gà ở Điện Biên. Thứ 11, phiên tòa xét xử công khai nhưng cấm báo chí, luật sư, ghi âm, ghi hình bất chấp quy định của hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, khi xét xử sai và bị tố cáo khiếu nại thì được trả lời tỉnh queo, well, không có bằng chứng để xem xét lại vụ án và xử lý vi phạm của thẩm phán và hội đồng xét xử. Quy định này cả thế giới chưa có nước nào như vậy. Và đây là hình Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình. Sau bài viết kể trên ngày 23 tháng 4, có thêm một bài viết về vụ án công ty Xuyên Việt Oi với tiêu đề Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình. Luật sư Triển cho biết, trước khi làm bí thư tỉnh Ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ từng giữ chức vụ tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại, cổ phần công thương Việt Nam, Việt Tin Bang. Bên cạnh đó, luật sư triển bật mí, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên quản lý quỹ ngân hàng thương mại, cổ phần công thương Việt Nam là một trong số các công ty vệ tinh của Việt Tinh Bang, do Nguyễn Tuấn Anh, hiện là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, một thời gian dài làm chủ tịch công ty này đã bung vốn đầu tư với một khối lượng tiền vô cùng lớn. Luật sư Triển đặt câu hỏi, Lê Đức Thọ và Nguyễn Tuấn Anh có cấu kết với nhau hay không? Có lợi dụng ảnh hưởng của ông Nguyễn Hòa Bình và ông Bình có can thiệp như một số đơn thư nêu vấn đề không? Mới đây ngày 27 tháng 8, một ngày sau khi ông Bình lên Phó Thủ tướng Thường trực, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án công ty Xuyên Việt Oi. Trong đó, Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1 triệu đô la Mỹ và nhiều hiện vật tiền tỷ trong thời gian ông Thọ giữ các chức vụ chủ tịch Việt Tinh Bang và bí thư tỉnh ủy Bến Trà. Nhưng kết luận điều tra của Bộ Công an hoàn toàn không nhắc gì đến vai trò của Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyên do khiến luật sư Trần Đình Triển bị bắt. Anh em Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Quốc Dũng Ngày 28 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1947 là anh cả, miền Nam gọi là anh hai, trong gia đình gồm 6 anh chị em. Dũng cũng có bản tính lưu manh, tham lam, độc ác giống như người em Úc, tức em bảy Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954. Nhà sử học nổi tiếng người Hà Lan Rutger Riemann từng nói rằng, bản chất con người vốn không xấu xa tận căng mà là do quyền lực chính quyền lực mới là thứ tác động trực tiếp đến các quyết định gây ra hậu quả kinh hoàng trong lịch sử mà đến ngày hôm nay nhân loại vẫn rùng mình sợ óc khi nhắc đến và đây là hình anh em Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Dũng. Điều đó có lẽ đúng trong trường hợp này khi ở cương vị viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Quốc Dũng bòn vét từng đồng của cơ quan cấu kết với công an và tòa án khởi tố, bắt giam, kết án oan sai nhiều doanh nghiệp cá nhân ngoài mục đích tư thù còn cướp tài sản của họ. Cụ thể như hồi năm 2004, được sự chống lưng của Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Quốc Dũng phê chuẩn khởi tố, bắt giam Trung tá Hoàng Minh Công, tức điều tra viên phòng cảnh sát điều tra, công an Đà Nẵng, gán ghép tội danh, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau nhiều lần xét xử, tòa buộc phải tuyên vô tội Đặc biệt trong phiên tòa, bị cáo Trung tá Hoàng Minh Công tố cáo viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Quốc Dũng cố tình trả thù, khởi tố vụ án trái luật. Không dừng lại tại đó, vào năm 2007, Nguyễn Quốc Dũng ký quyết định truy tố Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh, tránh thanh tra Bộ Công an, với tội danh gán ghép, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Ông Thanh là nạn nhân của sự trả thù, phi nhân, gần như là muốn bức tử khi ông bị điều ra tòa án khi đang hôn mê, bị đẩy vào phòng xử với đầy đủ dây nhợ và máy trợ thở oxygen để nghe lời tố cáo và tuyên án mình. Tướng Trần Văn Thanh bị đưa ra hầu tòa trên băng ca năm 2009. Lương tâm mà ác thì hành động bất nhân, anh em nhà Xuân Phúc từ trứng nước đã tìm nhiều phương kế để triệt hạ đối thủ và hãm hại đồng môn. Cần nói thêm, Nguyễn Quốc Dũng có hai cô con gái. Cô thứ nhất tên Nguyễn Thị Thúy Duyên, năm đời chồng, hiện đang ở Singapore, tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản và đứng tên tài sản cho chú ruột Nguyễn Xuân Phúc, 1,2 tỷ đô la Mỹ. Duyên còn là cổ đông chiến lược của sòng bài Resort World Sentosa, tọa lạc trên hòn đảo Sentosa đẹp như tranh vẽ ở Singapore với diện tích rộng 8.733 m2. Cô con gái thứ hai tên Nguyễn Thị Ánh Linh lấy cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Linh hiện nay đang cư trú tại San Jose, California, Hoa Kỳ và sở hữu nhiều bất động sản. Thí dụ như căn hộ sang trọng tại thung lũng Silicon, vùng này là nơi đặt đại, đại bản doanh của hơn 1.000 công ty công nghệ hàng đầu thế giới, nên giá bất động sản cực kỳ đắt đỏ. Mức giá trung bình một căn nhà là 1,67 triệu đô la Mỹ và cao nhất có căn lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Vợ chồng Linh hiện đứng tên tài sản cho chú ruột Nguyễn Xuân Phúc và bà cô Trương Mỹ Lan, tức Vạn Thịnh Phát, 10 tỷ đô la Mỹ. Và đây là hình bà Trùm Trương Mỹ Lan có quan hệ thông gia với gia đình ông Phúc. Ngày 8 tháng 10 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam Trương Mỹ Lan thì ngày 21 tháng 12 năm 2022, vợ chồng Nguyễn Ánh Linh bị cục C03 triệu tập lên làm việc đến ngày 13 tháng 4 năm 2023 thì vợ chồng Linh trốn chạy sang Campuchia bằng đường bộ để bay tới Hoa Kỳ, đem theo cả những bí mật và sự thật về một đế chế tham lam, độc ác và lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam. Quay lại nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, không có lãnh đạo nào lại tán tận lương tâm khi thấy đất nước đang lâm cảnh lầm than, hàng triệu người dân thiếu vaccine ngừa bệnh hoặc mắc kẹt ở xứ lạ quê người thì lại tiếp tay cho vợ con cấu kết với gian thương buôn bán vật tư y tế và nâng khống giá kit test. Đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, gian thông với Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á, làm hàng chục ngàn người dân miền Nam tử vong. Vì siêu lợi nhuận hối thúc chính quyền địa phương đưa ra quyết sách sai lầm khi ép buộc người dân xếp hàng dài đi thử Covid-19, khiến họ bị lây chéo và chết oan trong cô đơn tại các bệnh viện giả chiến. Chính vì vậy, nhiều người dân đặt câu hỏi, tại sao nguyên thủ một quốc gia như ông Nguyễn Xuân Phúc, độc ác, tham lam như vậy, mà các ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu quốc hội vẫn cấm mặt bỏ phiếu ủng hộ, có những lần Phúc đạt tối đa gần 100% phiếu bầu để giữ các chức danh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Anh em Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Quốc Dũng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới